mọi người, mình là Nami. Trong cái video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cho tất cả mọi người những kiểu dữ liệu cơ bản của C-Sharp trước khi mà mình bắt đầu vào lập trình Unity nha. Thì với mình cũng chỉ là beginner thôi, cho nên là mình cũng gặp khó khăn trong cái việc mà tìm kiếm tài liệu á. Mình cũng đã thử những cái khóa học ở trên Udemy, Coursera và cũng như là YouTube. Thì đôi lúc nó cũng không có mấy khả quan đối với cái người mà bắt đầu từ con số 0 như mình. Cái hồi mà mình đi học á, mình chỉ đăng ký mỗi một môn HTML, CSS ở trên trường thôi. Nhưng mà sau này ra thì mình đi làm designer. Và làm designer được một thời gian thì mình cũng cảm thấy thích cái công việc lập trình Unity, cho nên là mình muốn tìm hiểu thử. Thì trong những cái video tiếp theo của mình sẽ hướng dẫn và đồng hành chung với tất cả mọi người dưới cương vị hoàn toàn là một beginner luôn. Và mình tin rằng cái việc mà mình truyền đạt và quay video như thế này sẽ giúp cho mình cải thiện trong cái việc mà học là lập trình cũng như là hiểu bài, nhớ bài. Ok, thì trong cái video này mình sẽ có 8 kiểu dữ liệu cơ bản như sau. Mọi người có thể check note nếu như mà thấy cần thiết nha. Sau những bài giảng này tụi mình sẽ cùng nhau làm bài tập sau. Vì là beginner cho nên là nếu như mà mình có thiếu sót hoặc là cần bổ sung cái gì đó thì mọi người cứ comment ở phía dưới cho mình biết nha. Với mình thì mình cảm thấy bản thân còn rất nhiều thiếu sót và cũng cần cải thiện hơn nhiều quá, cho nên là mình cảm thấy rất là biết ơn nếu như mà mọi người giúp mình. Nói chung là rất là cảm ơn mọi người. Bây giờ tụi mình sẽ cùng nhau bắt đầu học nha.